Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Big Bet dự đoán cùng thể thao văn hóa. Ngày hôm nay, chúng ta cùng đến với trận đấu giữa Anh và Đan Mạch ở bán kết Euro 2020. Chiến thắng trước Ukraine là điều đã được dự đoán trước với đội tuyển Anh. Tuy nhiên, cách mà thầy trò Southgate đánh bại đối thủ tới 4 bàn không gỡ trên sân trung lập đã gạt đi những chỉ trích trước đó về lối chơi thực dụng nghèo nàn của Tam Sư. 5 trận đấu ở Euro 2020 đã trôi qua và thủ môn Pickford vẫn chưa một lần phải vào lưới nhặt bóng. Hàng phòng ngự tuyển Anh cho đến lúc này vẫn là bài toán rất khó cho các đối thủ. Còn trên hàng công, những cái tên được kỳ vọng như Kane, Sterling vẫn luôn biết cách tỏa sáng đúng lúc. Điều quan trọng là huấn luyện viên Southgate có quá nhiều phương án để có thể giải quyết trận đấu, từ lối chơi bóng dài truyền thống đến những pha bóng cố định và cả những đợt phản công sắc bén. Trong khi đó, Đan Mạch một lần nữa giải quyết đối thủ trong 90 phút bằng chiến thắng 2-1 trước Séc để giành vé đi tiếp đầy thuyết phục. Và đây là chiến thắng thứ 3 liên tiếp của những chú lính chỉ dũng cảm tại Euro năm nay. Rõ ràng, nếu chứng kiến những gì Đan Mạch đã thể hiện ở vòng bảng, thì có lẽ không mấy ai nghĩ đội bóng Bắc Âu này lại có thể vào đến vòng bán kết Euro 2020. Nhưng có lẽ chính sự cố sức khỏe gây chấn động của tiền vệ Eriksen đã trở thành nguồn sức mạnh tinh thần giúp cho đội bóng thầy trò huấn luyện viên Human tiến về phía trước. Không có cá nhân nào thực sự đẳng cấp và chơi nổi bật, nhưng Đan Mạch là một tập thể gắn kết, tràn đầy quyết tâm và ý chí chiến đấu. Chính sức mạnh tập thể đã giúp họ đánh bại cả xứ Wales lẫn Cộng hòa Séc để có mặt trong số 4 đội bóng mạnh nhất châu Âu lúc này. Tuy nhiên, rất khó để Đan Mạch có thể viết tiếp câu chuyện cổ tích mang tên Euro khi phải chống lại người Anh đang có quá nhiều lợi thế. Thứ nhất, Tam Sư được thi đấu trên sân Wembley, nơi đội chủ nhà đang có chuỗi trận bất bại cùng sự ủng hộ của cổ động viên nhà. Thứ hai, nếu so sánh từ phong độ tới lối chơi lẫn lực lượng, đương nhiên đội tuyển Anh vẫn được đánh giá cao hơn Đan Mạch. Chấn thương mới gặp sẽ khiến tiền vệ Saka bỏ ngỏ khả năng ra sân ở trận bán kết, nhưng huấn luyện viên Southgate không quá lo lắng khi bản hợp đồng mới của câu lạc bộ Manchester United là Jadon Sancho đã có màn trình diễn khá tốt ở tứ kết nên hoàn toàn có thể thay thế. Bên cạnh đó, hàng công của đội tuyển Anh đang thực sự thăng hoa khi đội trưởng Harry Kane vừa lập cú đúp vào trận Ukraine. Ngoại trừ trường hợp của Eriksen, đội tuyển Đan Mạch vẫn đầy đủ những cây cầu thủ quan trọng nhất cho trận đấu tại Wembley. Một đôi tiền vệ Hobe và Delaney rất hiểu bóng đá Anh và đây sẽ là chìa khóa quan trọng cho huấn luyện viên Human ở cuộc đối đầu này. Ngoài ra, hàng thủ của đội chủ nhà sẽ phải đặc biệt cảnh giác với cái duyên ghi bàn của Dombek, người đã liên tục nổ súng trong các trận đấu gần đây. Khá thú vị là Đan Mạch lại đang nhỉnh hơn đội tuyển Anh ở tỷ lệ đối đầu khi thắng 3, thua 2 ở các lần đụng độ gần đây. Tại UEFA Nations League mới đây, Đan Mạch thậm chí còn bất bại cả hai lượt trận trước đối thủ đến từ xứ sở sương mù. Nhưng xét về phong độ thì đội tuyển Anh đang tốt hơn với chuỗi 5 trận bất bại, còn Đan Mạch mới chỉ thắng 3 và thua 2. Đan Mạch khởi đầu Euro 2020 với 2 thất bại liên tiếp trước Phần Lan và Bỉ. Nhưng đội bóng Bắc Âu đã lập nên kỷ lục tại sân chơi này khi vẫn giành quyền vào vòng 1/8 nhờ đánh bại Nga 4-1 ở loạt trận cuối cùng. Cũng sau vòng bảng, phong độ của Đan Mạch càng trở nên ấn tượng hơn khi thắng 4-0 trước xứ Wales tại vòng 1/8 và mới nhất là vượt qua Cộng hòa Séc 2-1 ở tứ kết. Đội tuyển Anh đã khép lại vòng bảng với 2 chiến thắng và 1 trận hòa, nhưng Tam Sư thực sự khẳng định được vị thế của ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch khi đánh bại đội tuyển Đức 2-0 ở vòng 1/8 và vùi dập Ukraine tới 4-0 tại tứ kết. Đáng chú ý, thầy trò huấn luyện viên Southgate cho đến lúc này vẫn chưa phải nhận bàn thua nào. Với 2 bàn trong trận gặp tuyển Ukraine, Harry Kane có 9 lần điền tên lên bảng tỷ số ở các giải đấu lớn là World Cup và Euro. Thành tích của chân sút đang khoác áo câu lạc bộ Tottenham chỉ kém huyền thoại bóng đá Anh là Gary Lineker 1 bàn. Trước giải đấu này, Dombek vẫn được biết đến như là phương án dự phòng của Poulsen, nhưng càng chơi, anh càng giành được niềm tin của huấn luyện viên Human. Đến lúc này, tiền đạo đang chơi cho câu lạc bộ Nice của Pháp đã có 3 bàn tại Euro 2020 và các bàn thắng đều được ghi ở 2 trận đấu quan trọng gần đây. Tỷ lệ trận đấu này là 3/4. Với những cá nhân nổi trội và đang có phong độ cao cùng lợi thế sân nhà, Anh đương nhiên vẫn được đánh giá cao hơn các vị khách Đan Mạch. Dù đây là trận bán kết không hẳn dễ dàng, người ta vẫn tin vào chiến thắng tiếp theo của Tam Sư ở Euro lần này. Tỷ lệ tài xỉu trận này là 2/4. Trong thùng lưới đội bóng của huấn luyện viên Southgate là chuyện không đơn giản khi tuyển Anh có vẻ như chưa bộc lộ bất kỳ điểm yếu hay vấn đề nào trong phòng ngự cho tới thời điểm này. Về cơ bản, lối chơi của huấn luyện viên Southgate vẫn hướng đến sự an toàn và Đan Mạch chắc chắn cũng không dám mạo hiểm khi đây đã là vòng bán kết. Vì vậy, trận đấu này nhiều khả năng sẽ có ít bàn thắng. Dự đoán của thể thao văn hóa Anh Đan Mạch 1-0. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.